coi phim cổ trang quá 180 phút, thanh niên trang trí giường ký túc như là buồn của hoàng thượng. Mặc dù chỉ là một sinh viên đang ở ký túc xá với những người bạn của mình, thế nhưng nam sinh vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống hoàng tộc, sống như hoàng thân quốc thích, nên đã mạnh dạn mua về một tấm rèm màu vàng chóe. Ở giữa theo hình rồng đang đùa giỡn với viên Long Châu, ở phía dưới là sông nước mênh mông đang gợn từng đợt sóng. Không những thế, bức rèm còn được chàng trai đề tên hết sức long trọng với 4 chữ: Chính Đại Quang Minh. Mỗi khi đi ngủ, vén rèm bước vào có thể cảm tưởng bản thân như được nằm lên long sàng của hoàng đế, cảm nhận cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy nhiên, cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip lại cảm thấy đôi chút quan ngại vì khí chất giàu sang không thấy tỏa ra, mà mọi người chỉ kịp hình dung ra khung cảnh linh đường u ám với chiếc rèm che chắn hình ảnh một cổ quan tài đang nằm bên trong. Một số ý kiến khác được dân mạng để lại: quang minh chính đại mà sao trùm kín mít vậy, phải mở rộng ra cho người ta thấy chứ chứ, tự nhiên mấy đứa nằm bên cạnh bỗng chốc trở thành thái giám với nô tỳ. Không biết hôm nay hoàng thượng có nhã ý muốn lật thẻ bài của vị phi tần nào trong phòng ký túc xá này ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.